Ok, xin chào anh em yêu và đam mê cassette. Hôm nay tôi chia sẻ với mọi người về cách thay đầu từ của cái cửa A, con này Sony CFS710S. Cách làm này thì các bác có thể áp dụng trên những cái bộ cơ như là 1010, Sony 1010 này, Sony 1110, cái ba cây gậy ấy. Và một số mẫu model mà bộ cơ nó kiểu kiểu như thế này thì chúng ta có thể áp dụng được. Đây một bộ cơ khác này của nó này. Đây đằng sau này, cái này mất mất phần giữa đây. Đằng sau nó có hai bánh đa kiểu như này đây. Đây cho các bác xem đằng sau luôn này. Đấy, những cái bộ cơ như này chúng ta có thể áp dụng. Thì đây là một cái cách gọi là kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi. Tôi cũng hay thường làm. Không, đầu tiên là chúng ta nhấc cái cụm, tháo cái cụm này ra trước. Đó. Sau đó nhấc cái lò xo này ra. Tháo lò xo này bằng cách là dùng cái panh chúng ta khá là cứng nhá, đừng có panh mềm quá. Ví dụ như là cái panh này nó mềm quá này, bóp vào thì nó sẽ bị cong cái panh đi. Chúng ta sẽ dùng cái cứng hơn thì chúng ta cứ kẹp vào chúng ta cứ kéo đẩy lên trên, đẩy lên trên, đẩy lên trên, dần 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 nó sẽ tụt ra khỏi cái cữ của nó. Chúng ta phải dùng cái panh kiểu kiểu như này nhá. Nó sẽ ví dụ như các bác dùng cái kìm này cũng không được này. Kìm này thì nó sẽ cứng quá, nó sẽ làm hỏng cái lò xo, làm méo cái lò xo của chúng ta đi. Kìm này nó cứng quá. Nó có độ đàn hồi nhưng mà nó vẫn vẫn phải đạt độ cứng. Đấy. Thì chúng ta bóp cái lò xo nó mới không bị biến dạng cái lò xo. Không, các bác dùng cái kìm này cứng quá thì lò xo nó sẽ bị biến dạng ngay.
Ở đây tôi có một cái đầu từ của Sony 1110 ở đây, tức là đài ba cây gậy ở đây, để các bác so sánh xem nó có khác nhau những gì nhé. Đây giống y chang các bạn, kích cỡ vừa luôn. Bên trái là 710 này, bên phải là 1110 này. Đây các bác thấy giống không? Quá trình gắn thì chúng ta làm ngược lại thôi.